lời của Chúa, tôi xin được phép để cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời, là Cha Thiên Phụ, là Đấng đã dựng nên vũ trụ từ cõi vô. Không. Chúa ơi, con rất cảm tạ Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng đã dựng nên vũ trụ. Ngài là Đấng đã tạo nên các vật và Ngài nhìn thấy là tốt lành. Nhưng trong những điều tốt lành đó, Ngài yêu thương chúng con hơn hết. Ngài đã hạ sinh khí vào để cho chúng con có hơi thở, chúng con được tạo dựng trong hình ảnh Ngài, để chúng con được cơ hội biết Ngài, tôn thờ Ngài. Nhưng lòng của chúng con đã xa cách Ngài, và Ngài đã sai con của Ngài đến thế gian để chịu chết trên thập tự giá, hầu đem sự cứu chuộc đến cho mỗi đời sống của chúng con. Và trong tình yêu thương đó, chúng con được biết đến Ngài, được cứu chuộc bởi dòng huyết của Chúa Giêsu. Và chúng con đến đây sáng hôm nay để lắng nghe lời Ngài, để cảm nhận được tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng con. Khi trong khi chúng con kỷ niệm ngày lễ Chúa Giáng sinh, xin giúp cho chúng con thấy được ưu tiên của đời sống mình là gì. Vì ưu tiên của chính Chúa là mỗi tâm lòng của chúng con, linh hồn của chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con đặt để ưu tiên mình một cách đúng đắn để được đẹp lòng Chúa. Con tạ Ngài nhiều. Nguyện xin Chúa chúc phước cho sự thờ phượng Chúa của chúng con. Xin lời của Ngài thấm vào lòng của chúng con, để cho chúng con biết run sợ khi nghe lời của Ngài, nhưng chúng con được an ủi, chúng con được bảo vệ trong sự đau đớn của chúng con, trong sự khó khăn của chúng con. Và xin Chúa giúp cho chúng con, để chúng con có thể bám víu vào quyền năng của Ngài và sống những ngày tới được đẹp lòng Chúa. Con tạ Ngài nhiều. Con cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ. Chúng ta đang ở trong cái mùa lễ Giáng sinh, và chúng ta suy gẫm lời của Chúa. Thì câu chuyện tích Giáng sinh thì được ghi chép lại trong sách Matthew và trong sách Luca, phải không? Nhưng mà trong sách Giăng, và trong sách Giăng thì ông Giăng nhắc đến ngôi lời, tức là nhắc đến chính Chúa Giêsu từ ban đầu. Nhưng mà trong sách Mác thì chúng ta nếu đọc phớt qua và chúng ta không để ý thì chúng ta chỉ thấy rằng ông chỉ nhắc đến ông Giăng Báp Tích là sứ giả được sai đến để dọn đường cho Chúa, mà không thấy nói gì đến chính sự ra đời của Chúa về tin lành. Nhưng cái câu kinh thánh Mác đoạn 1 câu 1 rất là quan trọng. Đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ, đầu hơn hết tin lành là tin lành của Chúa Giêsu Christ. Đây là một cái câu kinh thánh rất là quan trọng, và tất cả những sách tin lành, bốn sách tin lành đáng lẽ cần phải có cái câu kinh thánh này ở trong đó để nhắc nhở cho chúng ta biết về cái tin lành của Chúa. Ở đây khi chúng ta nói đến tin lành thì chúng ta nghĩ đến điều gì? Ở đây không có nói đến, phải là nói đến bốn sách tin lành, đầu của bốn sách tin lành là Chúa Giêsu Christ, hay là nói đến một cái tôn giáo. Tôn giáo của chúng ta là tin lành, nhưng mà không có nói đến vấn đề tôn giáo. Nhưng mà đây tin lành đang nói đến cái gì? Trong cái thời của Chúa Giêsu sống đó, thì cái chữ tin lành được sử dụng bằng nhiều lúc khác nhau. Những lúc mà đi đánh trận và khi có cái tin mừng chiến thắng về, thì cái người đi rao tin đó thì nói là đó là một tin lành, một cái tin mừng. Trong một vị vua mới vừa có người con hoặc là hoàng tử có thể sẽ nối ngôi mình sau này, đó cũng là một cái tin lành. Nên trong thời đó có rất nhiều cái tin lành, rất là nhiều tin lành. Tin lành này và tin lành nọ, sẽ có những cái tin lành lớn hơn và những cái tin lành quan trọng hơn. Nhưng mà ở đây chúng ta nói, Kinh Thánh nói nhắc đến cái tin lành, đây là một cái tin lành từ trời, một cái tin lành từ nơi Đức Chúa Trời cho chúng ta. Và Kinh Thánh trong Luca thì chúng ta biết lần này thiên sứ đến và nói là này, ta báo cho các ngươi một tin lành. Chỉ là một tin lành thôi, một cái tin lành này rất là đặc biệt. Và chị không có cái tin lành nào khác. Và khi trong Kinh Thánh á, mà trong cái thì mà họ sử dụng đó, khi mà họ nói đến những cái tin lành này, tin lành nọ đó, thì nó nằm trong số nhiều. Nhưng khi nói đến tin lành đến từ Đức Trời, chỉ là con số, là không là con số nhiều, nhưng mà nó là con số ít, là một tin lành. Và chúng ta sáng hôm nay trong ơn của Chúa, chúng ta sẽ suy gẫm về cái tin lành này. Tin lành này là thế nào, và nó có cái bài học gì, ảnh hưởng gì trên đời sống của chúng ta.
Hôm nay chúng ta thấy rằng trong Luca đoạn 2 câu 10 đó, tôi mới nói đó, thiên sứ phán rằng đừng sợ chi, vì này ta báo cho các người một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Cái đặc điểm thứ nhất mà tôi muốn nhắc đến ở đây đó là cái tin lành này là tin lành cho muôn dân, không phải cho một người nào, cho nhóm người Do Thái thôi, không phải cho một số người nhỏ nào, nhưng mà cho muôn dân. Vì sao? Lại đấy là một cái điều quan trọng để cho dân của Chúa nhớ, bởi vì họ biết rằng họ là tuyển dân của Chúa và họ nghĩ rằng tin lành này chỉ dành cho họ thôi, nhưng không phải như vậy. Cũng như cho chúng ta ngày nay, chúng ta phải nhớ và biết rằng tin lành này không phải chỉ cho chúng ta là những người tín đồ của Chúa, là những cơ đốc nhân, là những người đã biết và tin theo Chúa, nhưng mà là tin lành cho muôn dân. Đây là một cái điều rất là quan trọng mà chúng ta không thể quên được. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 1 thì nói là dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn. Cho chúng ta thấy cái thế giới này đầy dẫy như sự tối tăm, phải không? Chúng ta có những người đau yếu, những người gia đình bị phân ly. Chúng ta thấy có rất là nhiều thiếu thốn, bệnh hoạn, sầu khổ, rất là cô đơn. Nó nhiều cái âu lo và nhiều cái tuyệt vọng. Thì làm sao chúng ta là một sự vui mừng lớn mà là một vui mừng cho muôn dân? Thì chúng ta thấy rằng cái con người của chúng ta, khi mà chúng ta sống trong cái đau đớn, cái khổ sở, cái khó khăn á, là lúc chúng ta quý cái tin lành này nhiều hơn hết. Thành ra lắm khi chúng ta đi trên đường theo Chúa, chúng ta gặp khó khăn, chúng ta nói tại sao chuyện này lại xảy ra cho tôi, tại sao Chúa lại để việc này xảy ra. Nhưng chúng ta phải cẩn thận, Chúa có những cái ơn lành đặc biệt, Chúa muốn nhắc nhở chúng ta. Vì trong cái lúc khó khăn đó là lúc chúng ta tìm cầu Chúa. Cũng giống như Chúa Giê-xu đã từng nói, cái người đau nhiều thì cần thầy thuốc, và khi thầy thuốc được chữa trị cho thì cái người đó sẽ mang ơn nhiều hơn là những người được đầy dẫy những cái phước lành, những cái sự bình an. Rồi cái đặc điểm thứ hai về cái tin lành này đó là tin lành này là tin lành thật. Chỉ có một, không có tin lành nào khác hết. Nhưng mà chúng ta biết rằng ở trên đời này cái gì mà nó có cái thật lúc nào cũng có cái giả, phải không? Nó cũng có một thì nó cũng có hai, có ba, có bốn. Giống như đồng tiền thật có, phải không? Cũng có tiền giả. Tiền giả thì nó khi mà chúng ta có thể sử dụng nó và lừa gạt được người khác á thì nó có ích lợi, nhưng mà không sớm thì muộn nó cũng mất đi cái giá trị của nó. Phải không? Thành ra làm sao mà chúng ta phân biệt được cái tiền thật chứ cái tiền giả? Tiền giả rất là nhiều, làm sao mà mình phân tích nó được và mình ngồi mình theo dõi nó và mình biết được cái nào là cái này nó giả mà nó từ đâu mà ra. Cái điểm quan trọng hơn hết đó là chúng ta phải biết cái tiền thật nó như thế nào. Thì khi mà chúng ta thấy cái gì giả, chúng ta sẽ nhận diện nó ra ngay. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta cần phải biết cái tin lành nào là tin lành thật, cái tin lành nào là tin lành cứu rỗi đến từ nơi Đức Chúa Trời. Để khi chúng ta gặp một cái gì nó hơi giống, nó hơi tựa, chúng ta sẽ không theo. Chúng ta sẽ không theo nó vì chúng ta biết rằng nó không phải là thật. Chúa lúc nào cũng cảnh báo cho chúng ta biết về điều đó để cho chúng ta thật là cẩn thận. Thì bây giờ chúng ta phải biết như thế nào là thiệt và thế nào là giả. Thành ra ở đây chúng ta thấy cái tin lành thật mà ông Mác nói ở đây đó, ông nói đầu hết của tin lành là của Đức Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, phải không? Bây giờ chúng ta phải chú trọng đến cái điều đầu tiên, cái quan trọng nhất của cái tin lành thật là gì. Khi chúng ta nói đến cái ý nghĩa của chữ đầu, chúng ta có thể cho nó rất là nhiều cái ý nghĩa khác nhau, phải không? Có thể nói là theo thứ tự trước với sau, đầu với đuôi, hay là trên dưới. Chúng ta có thể nói là đầu tiên và cuối cùng. Nhưng mà ở trong cái ngôn ngữ chính của nó có hai ý chính. Cái thứ nhất á, là nói đến cái khởi đầu của một cái gì đó. Nói đến một cái giống như câu Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, ban đầu Đức Chúa Trời. Ban đầu, ở đây cũng vậy, ban đầu, cái ban đầu của cái tin lành này là của Đức Chúa Giêsu. Và cái tin lành này nó cứ tiếp diễn và nó tiếp tục hoài. Và nói đến một cái ý nghĩa thứ hai nữa là cái nguồn gốc của nó. Cái nguồn gốc của tin lành này, nó thật sự là chính là Chúa Giêsu Christ.
không có phải là một cái gì thêm vào với Chúa Giêsu Christ, cũng không phải có một cái gì khác giống như Chúa Giêsu Christ. Bởi vì chúng ta nói là nó là, thành ra chúng ta nói là cái tinh lành của chúng ta nó không phải là một cái tôn giáo, nó không phải là một cái tổ chức, nó không phải là một cái nghi lễ gì, nó cũng không phải là một cái điều gì khác mà loài người tạo ra và chúng ta có cần phải thêm vào và bớt ra hay là thế này thế nọ. Nó chính là thân vị của Chúa Giêsu Christ. Tại sao Chúa Giêsu Christ là điều quan trọng? Thì chúng ta biết rằng cái tên Giêsu là cái tên mà Chúa Giêsu khi ở trên đất được đặt. Đó là tên để ám chỉ cái nhân tánh của Chúa, cái con người của Chúa. Thì trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21, lúc mà thiên sứ hiện ra thì nói như sao? Nói với ông Giô-sép sao là người, tức là nói về bà Ma-ri đó, sẽ sanh một trai và người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Cái đấng này là cái đấng sẽ đến cứu chúng ta, đem chúng ta ra khỏi tội, phải không? Christ là đấng được sức dầu. Thành ra được nhắc đến Giêsu Christ là cái đấng đã được sức dầu và đã được Kinh Thánh, đã được chương trình của Chúa sắp đặt từ ngàn năm trước. Ở đây chúng ta biết là đây không phải là một cái sự ngẫu nhiên xảy ra, nhưng mà Chúa của chúng ta đã nhìn biết được từ khi trước khi sáng thế, Ngài đã có cái chương trình này sẵn. Và đây là một cái chương trình rất là đặc biệt, và Chúa Giêsu là đấng Messi đã được sức dầu để ban cho nhân loại, để đem cho chúng ta đi vào trong cái sự cứu rỗi này, vì biết rằng không ai có thể cứu được mình hết. Nếu chúng ta chỉ có một cái cách gì khác có thể tự cứu mình được thì Chúa không có phải chết trên thập tự giá. Chỉ có cái giá này là cái giá duy nhất có thể đền tội cho chúng ta được, và đó là cái điều mà phải xảy ra. Thành ra Giêsu Christ có nghĩa là Đức Giê-hô-va cứu. Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa đến thế gian để chịu chết và cứu cho chúng ta. Và chúng ta biết rằng đây là sự cứu chuộc duy nhất, và chúng ta là con đường duy nhất. Đây là cái cách mà chúng ta nói, và nhiều người sẽ chống đối với chúng ta, nói là chúng ta eo hẹp, chúng ta không có suy nghĩ, gọi là tâm trí của mình nói là Chúa là con đường duy nhất, nhưng mà đây là sự dạy dỗ của Chúa cho chúng ta, và đó là lẽ thật. Chỉ tại vì người ta không tin và người ta không đồng ý, không có làm cho cái điều đó nó trở thành không có thật được. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 nói như thế nào? Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta có thể nhờ đó mà được cứu cả. Thành ra chúng ta phải biết chắc rằng chỉ có ở trong Chúa Giêsu Christ chúng ta mới nhận được cái sự cứu rỗi này, và ngoài Chúa Giêsu Christ ra không có phương cách nào, không có một người nào có thể giải cứu cho chúng ta được. Chính Chúa Giêsu cũng nói đoạn văn đoạn 14 câu 6, ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Không có một giáo chủ nào khác, một người nào khác dám xưng mình là đường đi và sự sống cả. Nhưng chính Chúa đã hứa, Chúa đã nói ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Văn đoạn 17 câu 3 thì Chúa nói như thế nào? Vả sự sống đời đời ấy là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Giêsu có một và thật. Một lần nữa Kinh Thánh nhắc cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là đấng duy nhất có một và thật. Rồi trong câu Kinh Thánh khác nữa, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 5 với câu 6 nói sao? Chỉ có một Chúa thôi, một đức tin, một phép báp têm, và chỉ có một Đức Chúa Trời và Cha của mọi người. Ngài ở trên cả mọi người, ở giữa mọi người và ở trong mọi người. Chỉ có Chúa mới là tất cả. Nhiều người chúng ta tôn những cái giáo chủ, những cái giáo chủ này, giáo chủ nọ, những người này, người nọ, chúng ta có thể đặt họ ở trên chúng ta, nhưng họ không có thể nào ở giữa chúng ta và ở trong chúng ta được. Họ cũng chỉ là người như chúng ta, và họ cũng đã chết hết rồi, họ đã qua đời hết rồi, xương cốt của họ nay cũng không còn nữa. Họ không có thể còn ở giữa chúng ta và không có thể ở trong chúng ta, nhưng chỉ có Chúa Giêsu Christ có thể làm được những điều đó. Thành ra chúng ta thấy trọng tâm của tinh lành không phải là những cái nghi thức, những cái này nọ, nhưng mà là chính Chúa Giêsu. Thành ra cái mối liên hệ của chúng ta đối với Chúa Giêsu nó rất là quan trọng. Đây là một cái khi, một cái điều mà có thể là chúng ta lớn lên hay không ở trong Chúa, chúng ta kinh nghiệm là sự cứu rỗi của Chúa hay không, nó ở cái chỗ cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Có một bài giảng của mục sư Hứa Trung Tín, ông nhắc một cái điều mà tôi thấy rất là hay và rất là đặc biệt. Ông nói cái liên hệ của chúng ta với Chúa là cái điều cần thiết và cái điều quan trọng, không phải cái liên hệ của chúng ta đối với những cái gì liên quan đối với Chúa
Lúc đầu tôi mới nghe tôi nói, ủa sao vậy, cái gì vậy ta, ngộ vậy ta. Đó, cái lễ báp têm, cái dâng hiến, cái cầu nguyện, cái đi học kinh thánh, nó là những cái gì chúng ta làm nó có liên quan đến Chúa Giêsu, liên quan đến cái niềm tin, liên quan đến cái tổ chức của hội thánh, nhưng nó không phải là Chúa. Nó không phải là Chúa. Cái quan trọng là cái liên hệ của chúng ta đối với chính Chúa. Khi mà chúng ta hỏi, khi chúng ta đọc cái câu chuyện mà mấy thầy thông giáo rồi người Pharisee đến hỏi Chúa gì chứ cái điều răn nào là lớn nhất, thì chúng ta thường ai, hầu hết chúng ta ai cũng có thể kể nói ra được là yêu mến Chúa hết lòng hết linh hồn thế này nọ. Nhưng mà có một cái phần trước đó mà chúng ta ít có ai để ý tới đó, ở trong, cũng trong sách Mác, Mác đoạn 12 câu 28. Mấy thầy thông giáo đến hỏi Chúa thì trong các điều răn điều nào là đầu hết, thì Chúa Giêsu đáp làm sao? Này là điều đầu nhất. Hỡi Israel, hãy nghe, Chúa Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Đây là cái điều đầu nhất. Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta có một. Khi mà chúng ta ý thức được rằng chỉ có một Chúa, và đây là một cái đấng mà chúng ta phải yêu mến, chúng ta phải quý trọng, chúng ta phải đi tìm hiểu, chúng ta phải yêu thương, chúng ta phải chăm sóc, phải lắng nghe. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Rồi chúng ta mới, kế đó chúng ta mới có thể yêu Chúa được hết lòng, hết linh hồn. Chúng ta không có tự động mà người ta kêu mình yêu Chúa thì mình yêu Chúa được, trước khi mà mình không hiểu Chúa, không biết gì về Chúa cả. Hồi nay chúng ta thấy là cái vấn đề vậy thì trở lại cái vấn đề chúng ta dâng hiến cho Chúa, chúng ta đi làm chứng đạo, chúng ta làm lành lánh dữ, chúng ta dự tiệc thánh hàng tháng, rồi để lúc đó cái nhiều người nghĩ giống như là mình tới đó rồi mình xưng tội với Chúa, rồi mình dự tiệc thánh, rồi Chúa gìn giữ mình trong đây này nọ. Những cái nghi lễ mình tham dự năm nay, mình cái lễ Giáng sinh của mình nó đặc biệt quá, nó mình thấy như, giống như nó buồn quá, nó vắng lạnh quá, mà mình nghĩ rằng nó mất ý nghĩa, nhưng mà nó không có mất ý nghĩa đâu ông bà anh chị em ơi. Những cái thứ đó chỉ là những cái gì liên quan đến Chúa Giêsu của chúng ta thôi. Nó không thể, chúng ta không thể để những cái điều đó ảnh hưởng đến cái mối liên hệ của chúng ta đối với chính Chúa là đấng chúng ta thờ, là đấng chúng ta tôn kính. Cái thí dụ mà tôi nghĩ tới hồi sáng này khi suy gẫm về lời của Chúa đó, để giải thích cái này rõ hơn một tí đó. Bây giờ giả sử chúng ta có một người con bị bệnh COVID-19 và đứa con của chúng ta phải nằm trong bệnh viện, phải không? Và vì quarantine thành ra người ta không cho mình vào thăm con của mình. Bây giờ chúng ta là cha là mẹ, là anh chị em hay là cha mẹ của mình bị như vậy, nằm cô đơn, nằm ở trong bệnh viện một mình. Chúng ta biết là ở trong bệnh viện thì có bác sĩ, có y tá chăm sóc đầy đủ, phải không? Chúng ta có nghĩ là thôi mình phải ráng giữ gìn sức khỏe mình chứ, sức khỏe là vàng mà. Thôi mình ở nhà mình giữ gìn sức khỏe của mình còn phải đi làm kiếm tiền, trả tiền cho bác sĩ, y tá cho nó chăm sóc con mình. Như vậy đủ không? Như vậy có được không? Mình đâu có chịu nổi, phải không quý ông bà anh chị em? Mình thương con của mình là mình muốn ở gần nó. Bác sĩ, y tá là những cái người chuyên môn để chăm sóc cho con của mình, nhưng họ đâu có thương con mình, đâu có thương mẹ mình, đâu có thương cha mình, đâu thương chồng mình, vợ mình bằng như mình thương. Mình lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh để chăm sóc. Và cái đó cũng là cái tâm tình mà Chúa muốn chúng ta có đối với Ngài. Công việc Chúa chúng ta không làm là thôi, để mấy người kia chuyên môn hơn họ làm đi, họ giỏi hơn họ làm. Mình vô rồi mình còn bị người ta nói này nói nọ, mình thế này thế nọ, rồi khi đủ điều hết, hay là mình không đi nhóm họp, thôi ở nhà đi làm, mới tiền dâng hiến cho Chúa không đầy đủ rồi, vậy được rồi, làm xong phận sự của mình rồi. Và chúng ta tìm đủ mọi cách. Nhưng mà đối với gia đình chúng ta, đối với con cháu chúng ta, đối chúng ta, mà Chúa còn muốn chúng ta thương Chúa hơn là thương gia đình của chúng ta nữa. Đây là một cái điều để nhắc nhở cho mỗi đời sống của chúng ta, trong mọi cái quyết định của chúng ta làm, chúng ta nghĩ thế nào, chúng ta quyết định dựa vào đâu mà chúng ta quyết định. Rồi để bây giờ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn chúng ta làm thế nào để chúng ta phân biệt được. Bây giờ Chúa đã về trời,
Và Chúa có những đầy tớ của Chúa để rao giảng lời của Chúa, để rao giảng cái tin lành này. Làm sao mà chúng ta phân biệt được cái tin lành nào thiệt, cái tin lành nào giả? Làm sao chúng ta phân biệt được sứ giả nào là một sứ giả thật và thế nào là một sứ giả giả? Thành ra chúng ta thấy rằng trước khi mà Chúa Giêsu đến thì Chúa Giêsu cũng đã Đức Chúa Trời đã sai ông Giăng Báp Tích đến làm sứ giả. Chúng ta thấy không? Có cái chương trình đã câu 2 đó, như chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: này ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường cho ngươi. Và có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: hãy dọn đường Chúa. Bây giờ cái điểm thứ nhất để giúp cho chúng ta có thể nhận diện được một cái sứ giả thật từ nơi Chúa là gì? Ở đây chúng ta thấy, chúng ta đọc, chúng ta nói là ông Giăng Báp Tích được kêu được Chúa chọn tới để dọn đường cho Chúa. Chúng ta đọc và chúng ta đi qua nhanh, chuẩn bị lòng của con người để cho Chúa đến, để tiếp nhận Chúa thôi. Nhưng mà khi chúng ta suy nghĩ và chúng ta dùng cái sự tưởng tượng của chúng ta để đem vào trong những cái lời được ghi chép ở trong Kinh Thánh á, thì chúng ta sẽ thấy được một cái hình ảnh nó rộng hơn, nó lớn hơn. Khi mà chúng ta nghĩ đến chữ dọn đường thì chúng ta nghĩ đến cái gì? Ngày nay ở đất Mỹ này đó, mà hàng mỗi mùa xuân hay gì đó, có những cái người mà họ đi quét đường, họ dẹp cho đường cho sạch những cái cát, những cái muối đã rải ra trong mùa đông đó. Thì họ dễ phải không? Họ ngồi trên cái xe truck của họ rồi đi, có cái bánh, có cái ấy này nọ để quay, rồi nó làm, nó quét cho sạch. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng đến, tôi thì không có thấy, nhưng mà chứng kiến bằng mắt, nhưng mà tôi có nghe và thấy được là tại vì gia đình của ba má chồng của tôi thì đã qua đời, đã chôn ở trên cái chỗ trên cao trên mấy cái đồi, mấy cái núi cao ở trên. Thành ra mỗi khi mà muốn đi thăm mộ hay là thế nào đó thì cũng phải mướn người đi làm cỏ, phải không? Họ đi làm cỏ, họ dẹp dọn cái đường để mới cái đường đi. Tại vì những cái con đường đó là bây giờ là để quanh năm suốt tháng cỏ nó mọc lên tùm lum hết rồi, không có còn là con đường nữa. Thành ra chúng ta nhìn thấy cái người mà dọn đường đó, nó sẽ dơ bẩn mồ hôi, rồi sẽ làm những cái công việc mà người đời không ai muốn làm, không? Như cái việc đó, thành ra chúng ta thấy nó là một cái việc rất là khó làm, phải không? Chứ nó không phải dễ, nó là một cái công việc mà đòi hỏi chúng ta phải tận tâm lắm, và chúng ta phải biết cái cách làm thì chúng ta mới làm được. Và đó cũng là những cái người mà Chúa kêu gọi chúng ta để dọn đường cho Chúa là như thế. Chúng ta phải chịu cực khổ, chúng ta phải đổ mồ hôi ra nước mắt để rao truyền lời của Chúa, để chuẩn bị, để kêu gọi những tấm lòng trở lại cùng Chúa, phải không? Và ở đây chúng ta thấy nữa đó là ông Giăng sao? Ông là một cái tiếng kêu ở trong đồng vắng. Cứ bao giờ chúng ta nghĩ sao ổng không vô trong đền thờ của Chúa, ổng giảng đi cho người ta ăn năn kêu gọi ở chỗ đó đông người, phải không? Cái này tại sao ổng đi vào trong đồng vắng? Đồng vắng nhắc cho chúng ta cái gì? Nhắc đến cái đồng vắng mà dân Israel ngày xưa đã đi trong đó 40 năm. Bao nhiêu năm trải qua họ lầm bầm, họ cầu nhậu với Chúa, họ mất đức tin, họ bị Chúa trừng phạt, rồi họ kêu gào cùng Chúa và Chúa tha thứ cho họ. Những cái kinh nghiệm trong cái đời sống theo Chúa, những cái thất bại trong đời sống của họ theo Chúa, 40 năm Chúa đã chịu đựng họ. Và Chúa cũng đã chịu đựng chúng ta ở trong cái đồng vắng đó, trong cái khó khăn đó, là cái chỗ mà chúng ta mới lắng lòng mình xuống để nghe lời của Chúa. Thành ra đừng nghĩ rằng những cái ông mục sư mà làm mục sư cho các hội thánh mà gọi là tiếng Mỹ kêu là mega church á, cái nhà thờ mà thật là đông người, 10.000, 15.000, 20.000 là những người được Chúa, thật sự được Chúa chọn để dọn đường cho Chúa. Không, hãy cẩn thận. Chúng ta dễ làm lắm, chúng ta dễ đi theo đám đông lắm. Những người đó chưa hẳn là những người được Chúa sức dầu cho đâu. Vì những người được Chúa sức dầu, những người được Chúa chọn, giống như ông Giăng Báp Tích, ông đi rao giảng ở trong đồng vắng. Và chúng ta suy nghĩ tại sao cái dòng sông Giô Đanh, pháp làm pháp báp têm ở dòng sông Giô Đanh, phải không? Ông giảng dạy về cái sự báp têm. Dòng sông Giô Đanh là cái ranh giới giữa cái đồng vắng và cái ranh giới giữa đồng vắng và đất hứa của Chúa.
cái dòng sông Giô-đan là ông Na-man bị ông bị phun, rồi tiên tri kêu ông xe kêu ông đi xuống đó tắm dưới đó, thì ông chê ông nói nước này dơ rồi sình bùn không, đi về quê nhà có thôi, cái những cái khác còn sạch sẽ hơn. Nó là những cái gì bên ngoài chúng ta nhìn, lắm khi chúng ta coi nhẹ, chúng ta khinh chê. Nhưng vì ông vâng lời, nghe lời của người đầy tớ và đã đến tắm mình ở trong đó 7 lần và ông được sạch. Theo Chúa cũng vậy. Chúa sẽ kêu chúng ta làm những cái việc mà chúng ta thấy nó kỳ lạ, nó không có xứng với chúng ta chút nào hết. Và chúng ta nghĩ rằng mình phải được cái gì tốt hơn, đẹp hơn. Nhưng mà những cái xấu đó, những cái không đẹp đó mà Chúa đưa đến cho chúng ta là những cái có thể tẩy sạch được đời sống của chúng ta, là những cái gì có thể thay đổi được cuộc đời chúng ta. Cái nơi đó là cái nơi mà họ dân Israel nó nhìn thấy được cái phép lạ Chúa làm cho đất khô để cho dân sự đi qua khi họ đi đến đất hứa. Cái điều mà chúng ta cần nhớ đó là Chúa biểu họ đi qua đó, thì cái điểm quan trọng hơn hết là các thầy tế lễ, những người khiên hòm giao ước, họ phải bước cái chân, họ phải để cái chân họ vào trong cái dòng sông đó trước, họ phải thì đất nó mới bắt đầu nó khô, nó mới sông nó mới rẽ ra và đất nó mới khô. Chứ Chúa không có làm trước cho họ thấy trước đâu. Thành ra lắm khi trong cái đời sống theo Chúa của chúng ta, Chúa bảo chúng ta làm cái điều gì, chúng ta phải take the first step. Chúng ta phải là cái người làm bước cái bước đầu, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái kinh nghiệm, được cái phép lạ từ nơi Chúa. Thành ra cái lâu lắm rồi tôi có chia sẻ trường Chủ Nhật cho quý ông bà anh chị em, và tôi có nói một cái điều đó ở trong cái sách trong cái thời kỳ của Môi-se đó, thì dân Israel đi tìm kiếm phép lạ, họ cứ mong cho có phép lạ, đủ thứ phép lạ hết, chim cút rồi mana rồi lửa rồi mây che, đủ thứ hết. Họ đi tìm kiếm phép lạ, rồi đến cuối cùng thì họ gặp được Chúa ở đó. Nhưng đến khi Giô-suê thay thế thì họ đi tìm kiếm lời của Chúa và họ nhìn thấy phép lạ sau đó. Và đó là cái thời kỳ mà chúng ta đang sống. Để nhìn thấy được phép lạ của Chúa, quyền năng của Chúa trên đời sống của chúng ta phải đi tìm kiếm Chúa, phải vâng phục lời của Chúa trước, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được phép lạ đó. Khi nhắc đến đồng vắng, tôi quên một điều. Lắm khi chúng ta nghĩ rằng đền thờ của Chúa, đến sự nhóm họp thờ phượng Chúa là một cái đồng vắng, phải không? Tới đây đó, rồi nó ngồi nghe nó chán quá đi, nó buồn quá đi. Ngay cả đến các em nhỏ, khi tôi dạy các em cũng vậy đó. Các em không buông được cái điện thoại của mình ra, nó là cái social media, rồi Facebook, rồi hay là Google, đủ thứ hết. Là những cái thứ đó là những cái gì mà nó lôi cuốn các em. Và khi phải bỏ hết những cái đó qua một bên để vào đền thờ nghe tiếng của Chúa, thì nó trở thành một cái đồng vắng, cái gì khô cạn. Họ không có, nó còn không còn thu nhập được một cái điều gì hết. Và nhiều người lớn cũng vậy. Quý ông bà anh chị em ơi, khi mà chúng ta không chịu vào đồng vắng thì chúng ta sẽ không gặp được Chúa đâu, và chúng ta sẽ không có nghe được cái tin lành thật mà Chúa muốn chúng ta nghe đâu. Rồi, cái nhận diện thứ nhất là chúng ta phải nhìn cái người, cái đầy tớ của Chúa, cái sứ giả của Chúa. Và có những cái phần khác là nói đến ổng ăn mặc rất là giản dị, phải không? Ổng mặc áo bông lông lạc đà, rồi thắt dây lưng này nọ. Nó cũng là một cái hình thức của những người đầy tớ của Chúa. Lắm khi chúng ta, trong những cái lúc chúng ta nghĩ là đầy tớ của Chúa phải ăn bận thế nào, coi cho nó lịch sự, có những cái điều ốm nhất là, tôi nhớ ngày xưa ở Việt Nam cũng có nhiều khi người ta cũng đặt để con người mình nó coi trọng cái bề ngoài nhiều lắm. Thành ra có những việc không dám để cho đầy tớ của Chúa làm, có những việc không xứng thế này thế nọ. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng ông không có chú trọng đến cái lối ăn mặc của mình. Cái lông lạc đà thì nó sẽ giúp cho ông ban ngày trời nóng á, nó sẽ bớt, nó giữ cái hơi nóng ở bên ngoài để cho ông không có nóng lắm, và ban đêm thì nó sẽ giữ cho ông ấm và không có lạnh. Thành ra chúng ta cũng không cần phải chú trọng nhiều đến thời trang, đến đúng mốt, đúng này đúng nọ. Nhưng mà ông chú trọng đến cái điều quan trọng của cái người sứ giả này, của dân Báp-tít,
là ông rao truyền lời của Chúa. Đúng như lời của Chúa, trong con người chúng ta không có ai muốn cho người khác ra lệnh mình làm cái điều gì cả. Nhưng mà ông nói lại những gì Chúa muốn ông nói. Ông kêu gọi dân sự phải ăn năn, phải xưng tội mình và chịu phép báp têm. Con người chúng ta ai dám ai thích xưng tội, ai dám nhận, ai muốn nhận ra những cái xấu của mình, phải không? Chúng ta có những cái xấu chúng ta muốn che đậy nó, nhưng ông không có nói những lời êm dịu ngọt ngào. Lắm khi chúng ta chỉ thích những cái diễn giả mà nói những cái lời êm dịu, những lời êm tai cho chúng ta nghe và thuận với ý của chúng ta thì chúng ta nghe và chúng ta thích. Trong khi những người mà đem lời của Chúa ra rao giảng thì chúng ta lại chê là khô khan và khó khăn quá, chúng ta không muốn nghe. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa, ông Giăng Báp Tích dạy cho dân sự là phải ăn năn, phải xưng tội mình, phải cầu nguyện để được làm phép báp têm. Bây giờ chúng ta nghĩ đến ăn năn thì chúng ta nghĩ đến ăn năn là thế nào? Tôi phải sử dụng một vài cái tiếng Anh ở trong đây. Cái từ của tiếng Anh đó nó dễ nhớ hơn là tiếng Việt của mình. Thứ nhất đó là mình turn around. Turn around tức là mình quay đầu lại, thấy không? Tức là cái con đường của mình đang đi đó nó là con đường sai và mình cần phải quay lại, turn around. Rồi có một cái nữa đó, một ý nghĩa nữa đó là mình cần phải đổi hướng đi, turn away from. Khi mà chúng ta đang đi một cái con đường nào đó mà nếu chúng ta nhìn thấy và biết rằng Chúa nói rằng cái con đường đó là con đường rộng nhưng mà dẫn đến sự chết, chúng ta phải đi theo Chúa, đi cái con đường hẹp. Chúng ta cần phải turn away from cái con đường rộng. Chúng ta phải lìa bỏ cái con đường rộng đó để mà chọn cái con đường hẹp và đi theo Chúa. Cái sự lựa chọn của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng đến cái cõi đời đời của chúng ta, cái destiny của chúng ta. Thành ra chúng ta cần phải turn away, phải không? Thành ra chúng ta cần phải turn away. Nhưng mà nhiều khi đó, rồi nó còn tiếng Anh nó còn một cái từ khác nữa đó, là turn towards. Ok, mình đi đây, đi thẳng đây, bây giờ mình quẹo cái đường khác, nhưng mà mình phải đi theo một cái hướng khác nữa, phải không? Khi mà chúng ta đi xa Chúa, chúng ta cần phải đi hướng về Chúa, phải không? Ở đây cái hình ảnh dễ nhớ đó là nếu chúng ta đi trên đường mà chúng ta gặp lúc mà họ làm đường đó, ok, họ làm đường và đường nó đóng đó, thì chúng ta phải turn away, đi một cái đường khác. Nhưng mà nếu chúng ta không có đi tour cái chỗ mà mình muốn tới đó thì chúng ta sẽ đi đâu mất tiêu à. Chúng ta không có đi đến đúng ít đúng chỗ của mình được. Thế ra khi mà chúng ta nhớ đến cái sự ăn năn. Nói sự ăn năn nó, cái từ ăn năn nó là một cái từ nhưng mà nó có nhiều cái ý nghĩa trong đó lắm. Lắm khi chúng ta cần phải quay đầu lại. Chúng ta phải quay trở lại với Chúa. Nếu chúng ta đi xa Chúa, chúng ta cần quay trở lại. Lắm khi chúng ta cần phải tẻ, cái giống như là Môi-se về được thấy và tẻ đi ra riêng, tẻ đi gặp được Chúa và đi về hướng về Chúa, đừng để cho chúng ta đi lạc và đi xa mất tiêu. Thành ra chúng ta, nhưng mà chúng ta nói rằng mình bây giờ mình cầu nguyện tin nhận Chúa rồi, mình ăn năn, mình biết là mình là người có tội rồi, mình trở lại, mình tin nhận Chúa, mình được cứu đủ rồi, bây giờ còn gì nữa đâu mà phải ăn năn. Cứ tuần nào cũng phải nói đến ăn năn, ngày nào cũng phải nhớ đến ăn năn, ngày nào cũng phải cầu nguyện ăn năn, biết cái gì đâu mà cầu nguyện ăn năn. Nếu chúng ta ở gần Chúa, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta thấy những cái lỗi lầm trong đời sống của chúng ta, những cái thiếu sót trong đời sống của chúng ta, và chúng ta cần phải ăn năn. Mát đoạn 12 câu 29 nói như thế nào? Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa. Có một, chúng ta có yêu Chúa hay không? Chúng ta có yêu Chúa hết hay không? Khi mà Chúa không là một á, thì nó cũng sẽ còn có nhiều thứ khác nữa. Tôi thấy trên đường theo Chúa dễ bị cho mình, nó khó cho mình đặt Chúa là một. Mình phải quyết định đặt Chúa làm một, vì sẽ có những cái thứ khác nó sẽ chi phối chúng ta. Khi mà soạn bài chia sẻ lời của Chúa không bao giờ nó yên cho tôi hết đó. Không phải tôi ngồi xuống rồi tự động mọi việc nó im xuôi hết và tôi có thể làm được. Lúc nào cũng có những cái thứ khác nó sẽ đến để chi phối chúng ta. Nên là chúng ta phải đặt nhớ Chúa là một, duy nhất, cao trọng hơn hết, ưu tiên hơn hết. Chúng ta phải nhớ và yêu Chúa, đừng đi tìm kiếm những thứ khác.
yêu mến những thứ khác. Mát đoạn 13 câu 31, trời đất sẽ qua đi, xong lời ta không bao giờ qua đâu. Chúng ta biết điều đó, chúng ta nghe điều đó, chúng ta thuộc những câu kinh thánh đó. Nhưng mà chúng ta có đọc lời của Chúa không? Nếu không, xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Chúng ta phải ăn năn và trở lại với lời của Chúa, hay đọc lời của Chúa. Rồi Mát đoạn 11 câu 25, khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì phàn nàn bất bình, hay là bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để các ngươi trời cũng được Đức Chúa Trời tha thứ. Chúng ta là những người được Chúa kêu gọi để làm peacemaker, những cái người làm hòa với anh em mình, chứ không phải là troublemaker. Khi mà chúng ta không yêu thương anh em mình, không hòa thuận với anh em mình, hay có một cái bất bình nào đó với anh em mình, nó là những cái hạt giống rất là nhỏ mà ma quỷ sẽ lợi dụng để phá hoại gia đình của chúng ta, phá hoại hội thánh của chúng ta, phá hoại những người thân yêu của chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ những điều đó. Đây là một vài điều tôi đưa ra để cho chúng ta nhớ rằng hàng ngày chúng ta cần phải cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho mình. Lắm khi nó chỉ là những cái ý tưởng ở trong đời sống của mình, những cái gì không đẹp về một người đó, chúng ta nghĩ, ồ tôi nghĩ vậy là đúng lắm đó, chứ đâu có gì sai. Chúng ta cũng không nên nghĩ về điều đó, vì điều đó không đẹp lòng Chúa. Chúa muốn chúng ta yêu mến anh chị em chúng ta, muốn chúng ta tha thứ anh chị em của chúng ta và bỏ qua hết tất cả mọi sự. Một cái đặc điểm khác nữa để chúng ta có thể nhận diện được cái sứ giả thật từ nơi Chúa là một người thật là như mì. Ông Giăng Báp Tích, ông giảng, ông chỉ ở trong đồng vắng thôi, gần sông Giô Đanh thôi, mà Kinh Thánh câu số 5 nói sao? Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Jerusalem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm báp têm. Ông đang trong thời kỳ đi lên phải không? Ông bắt đầu nổi tiếng dữ lắm rồi đó. Ông không có social media, ông không có cần lo truyền lao rao báo gì cho ai, không có cần làm mấy cái flyers gửi đi cho ai hết. Bao nhiêu người nghe và tìm đến với ông. Nhưng mà ông như thế nào? Ông vẫn khiêm nhường. Ông vẫn biết được cái vị trí của ông ở trong nước trời. Và Chúa, dầu rằng Chúa đến sau ông, ông nói sao? Có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta. Chúa đến sau, nhưng mà ông biết rằng Chúa có quyền phép hơn ông. Trong đời sống theo Chúa chúng ta, sự hầu việc Chúa của chúng ta, có lắm lúc chúng ta hăng sai lắm, chúng ta làm việc kết quả nhiều lắm, nhưng mà cũng sẽ có người đến sau chúng ta, sẽ hơn chúng ta, sẽ vượt hơn chúng ta, và nhiều người khác sẽ theo cái người đó hơn là theo chúng ta. Nhưng mà ông sao? Ông không bỏ. Ông nói thôi giờ Chúa đến rồi, thôi. Nhưng mà ông giới thiệu người khác đến với Chúa. Đây là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ông giới thiệu người khác đến với Chúa, ông nhường, ông không có tranh giành những cái điều đó với Chúa, và ông hạ mình xuống đến cái độ mà không có một cái đầy tớ nào mà thấp hèn hơn cái người đầy tớ mà cởi dài rửa chân cho người khác. Nhưng mà ông nói rằng ông còn không xứng đáng để làm điều đó nữa. Đây là cái cách để cho chúng ta nhận diện được những cái sứ giả thật đến từ nơi Chúa, không phải là cái người mà đứng lên mà kể lễ hết việc này việc nọ, họ làm khoe khoang đủ điều hết, tôi dâng hiến cái này, tôi làm chứng cái kia, bao nhiêu ngàn người trở lại tin nhận Chúa rồi, thế này thế nọ, xây được bao nhiêu cái nhà nguyện, xây được bao nhiêu cái đền thờ này nọ. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta biết nhận diện được cái điều đó, là một cái người đầy tớ thật. Khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta sẽ bị chỉ trích. Khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta sẽ bị chê khen. Ông D.L. Moody là một cái người thiếu học, nhưng mà ông được ơn của Chúa rất là nhiều. Và khi mà người khác nói xấu, nói hành ông á, và người khác đem kể lại cho ông nghe, thì ông nói, ồ tôi cảm ơn Chúa rất là nhiều, tại vì họ chỉ biết có nhiều đó thôi, họ không biết hơn. Đó là cái tâm tình của một cái người đầy tớ như mì. Khi mà bị người ta nói xấu mình, nói hành mình, không buồn, không giận, không trách, tại sao người đó không hiểu, không thấy được cái sự hy sinh của mình. Nhưng mà ông mừng là tại vì chỉ biết được bao nhiêu đó, vì ông biết được cái con người của mình, cái tội lỗi của mình, nó nhiều hơn bao nhiêu. Thì chúng ta thấy là Giáng sinh đây là một cái dịp để chúng ta suy niệm về tình yêu của Chúa. Chúng ta hãy quên đi hết tất cả những cái chuyện tích,
cái chuồng chiên, máng cỏ, cái thấp hèn, nó còn hơn những cái điều đó nữa. Giáng sinh là cái ngày lễ chúng ta tôn cao Chúa làm Chúa của đời sống mình, chúng ta tôn cao Chúa làm chủ của đời sống mình. Đó, Chúa Giêsu không còn là một em bé thấp hèn, một em bé cần cái sự ẵm bồng, nâng niu của chúng ta, nhưng Chúa phải là Chúa, là chủ của đời sống của chúng ta. Và Chúa nói rằng Chúa sẽ trở lại, và Chúa sẽ trở lại. Chúng ta có tin điều đó hay không? Chúng ta có sống như ông Giăng Báp Tích đã sống và rao truyền lời của Chúa để cho người ta biết đến Chúa và tin đến Chúa hay không? Ê-sai đoạn 40 câu 1, Chúa nói là Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: hãy yên ủi dân ta. Đây là cái trách nhiệm Chúa giao phó cho mỗi một chúng ta. Chúng ta phải đem cái niềm an ủi đến cho người khác. Giáng sinh năm nay chúng ta, đề tài của chúng ta là bình an. Rồi khi nghĩ đến chữ an ủi tôi tìm tiếng Việt của chúng ta có những cái từ ghép phải không? Thường thường mà khi chúng ta ghép cái gì đó thì chúng nó mỗi cái chữ nó có cái ý nghĩa gì khác nhau. Nhưng mà tôi suy gẫm hoài cái an ủi và tôi chỉ thấy rằng cái chữ ủi nó... Khi mà tôi nghĩ đến chữ ủi thì tôi nói tôi thì ở nhà tôi ủi đồ rất là dở. Tại vì tôi không có đè nó nặng đủ, thành ra cái bàn ủi dầu nó nóng nó cũng không có thẳng, áo quần nó cũng không thẳng, nhìn thấy nó thẳng hồi gỡ lên hồi nó cũng nhăn. Nó cần cái sức mạnh phải không? Ủi rồi những cái xe ủi này, ủi đất, ủi đường, ủi này nó đòi hỏi đến một cái gì đó phải có mạnh sức phải không? Thành ra khi mà nghĩ đến an ủi hay tiếng Mỹ nó là chữ comfort, mình thấy đến cái gì êm dịu nhẹ nhàng, nhưng nó đòi hỏi, nó cho, nó sẽ đem đến cái sức mạnh đến cho người khác. Khi chúng ta an ủi người khác, chúng ta đem cái sức mạnh đến cho người khác, chúng ta đem hy vọng đến trong cái chỗ tuyệt vọng, chúng ta giúp cho cái buồn đau của người khác nó trở nên nhẹ đi, không? Nhưng mà chúng ta phải bỏ cái sức ra, chúng ta phải có công ra để làm những cái điều đó. Chúng ta phải mất thì giờ, chúng ta phải bỏ đi những cái gì đó nó khi nó bất tiện dữ lắm, thì chúng ta mới tìm kiếm, mới làm được cái điều đó. Và Chúa muốn chúng ta làm, Chúa muốn chúng ta đem cái niềm an ủi, cái hy vọng đó đến cho muôn dân. Một trong những cái bài thánh ca mà tôi thích nhất là thánh ca 406, tựa đề tài là Ái từ Chúa, nhưng mà tiếng Anh nó là Love Lifted Me. Để kết luận bài chia sẻ tôi sáng hôm nay, tôi muốn đọc lại cái lời của cái bài thánh ca đó. Xưa biển ô tội tôi đắm sâu, bờ an ninh không thấy đâu. Tôi lún sâu vào trong bến mê, còn đâu dám mong quay về. Nhưng tiếng tuyệt vọng tôi khóc than, dồi vang đến Chúa đại dương. Ngài vượt tôi khỏi chốn đau thương, tôi được thái an. Chỉ có Chúa có thể vượt cứu chúng ta ra khỏi cái chỗ mà chúng ta đang sống và đến cái chỗ thái an thôi. Thì mùa Giáng sinh này, xin Chúa giúp cho chúng ta đừng đánh mất chữ Chris ở trong Christmas. Thấy không? Christmas là cái ngày lễ mà người Mỹ ngày nay thay đổi nó trở thành Xmas, thành những cái ngày mà họ thương mại mua bán. Giáng sinh năm nay chúng ta không có tổ chức linh đình huy hoàng như những năm trước, nhưng xin Chúa giúp chúng ta đừng đánh mất Chúa Đấng Christ trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta tổ chức Giáng sinh năm nay, kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm nay, nhận Chúa là Chúa, là chủ, làm vua của đời sống của chúng ta, để chúng ta nhận được sự bình an từ nơi Chúa. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị.